Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Quý Khôi. Ở video lần trước mình đã giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn là phong trào chơi cây ở Mỹ. Thì còn phong trào chơi cây ở Pháp thì như thế nào? Hôm nay xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đón xem. Đây là những hình ảnh rất là đặc trưng tại Pháp. Tháp Eiffel, sông Sen và nhà thờ Thánh Đức Bà. Thế thì ở đây này, xin mời tất cả quý vị cùng tham quan một triển lãm bonsai châu Âu tại Pháp. Mình thực sự là rất là ấn tượng với cách bài trí và các chủng loại cây. Thì phong trào bonsai châu Âu mình cũng thấy là ảnh hưởng khá nhiều từ cách sắp đặt lẫn cách tạo hình của Nhật Bản. Châu Âu họ cũng đa số là các cái dòng cây lá kim, và họ chơi cả một số các cái dòng cây lá bản. Những cây thông thực sự là rất là đẹp, và họ cũng bài trí ở trong những cái khuôn viên. Đây là những cái khung, nhìn những tác phẩm thì rất là xuất sắc. Thì mình thấy là gần như là năm nào cũng có tổ chức, trừ 1 2 năm gần đây là có do Covid. Thì khi ở Pháp tổ chức ấy, thì các nước châu Âu họ cũng tham gia và họ cũng có những tác phẩm. Họ cũng có những cái nơi trưng bày và nơi để bán hàng. Thì quý vị xem những cái tác phẩm của triển lãm ở đây thực sự là đấy, rất là ấn tượng. Chuyên nghiệp. Châu Âu cũng có những nghệ nhân rất là xuất sắc và tạo ra những tác phẩm để đời. Thì mình thấy có một cái đặc điểm chung, đấy là cái nét phóng khoáng. Tức là nó cũng khá là ít họa tiết nhưng nó tinh tế. Ở cái cách mà người Pháp người ta trưng bày. Đấy, quý vị có thể xem. Rất là ấn tượng. Từ chất lượng cây, chất lượng khuôn viên trưng bày, ánh sáng, không gian nhìn rất tinh tế. Đấy, những bức tranh được treo đằng sau và những chi tiết nhỏ. Đấy, nghệ thuật sắp đặt có những quả cầu nhỏ và những cái kể cả những cái bát trụ. Đấy. Và đằng sau thì mình thường thấy những cái họa tiết mà hội họa mà ở Pháp ấy, là những bức tranh trừu tượng rất là đẹp. Đấy, châu Âu họ rất là thích chơi dòng lá kim. Đấy, có những tượng của những ở đây như là mình không nhầm là gần như kiểu những người Nhật Bản truyền thống. Những góc độ quý vị có thể xem rất là nghệ thuật của những cây bonsai ở đây. Nhìn bắt mắt quá. Đấy, thế thì mình sẽ cố gắng tìm hiểu và sẽ update những hình ảnh bonsai trên toàn thế giới để tất cả quý vị và các bạn có những cái nhìn khách quan và chúng ta có thể nhìn thấy một cách tổng thể những trào lưu chơi bonsai ở toàn thế giới. Qua đó thì chúng ta có thể lĩnh hội được những gì mà hay nhất từ các nước bạn. Ok, mình xin phép kết thúc video tại đây và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ. Xin chào.